Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Hôm qua, giới chức Đan Mạch đã cập nhật tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Mette Frederiksen sau vụ tấn công trước đó một ngày. Văn phòng Thủ tướng cho biết bà bị thương nhẹ ở cổ nhưng vẫn an toàn. Tuy nhiên, bà đã bị sốc sau vụ tấn công và toàn bộ các sự kiện chính thức trong ngày 8 tháng 6 của bà đã bị hủy bỏ. Cảnh sát cho biết nghi phạm là nam, 39 tuổi, công dân Ba Lan, đã phải trình diện trước tòa tại thủ đô Copenhagen. Công tố viên cho biết đối tượng có tinh thần bất ổn, có thể do say xỉn và chất kích thích. Vụ việc có thể không mang động cơ chính trị, song vẫn cần có thêm sự điều tra từ phía cảnh sát. Nhiều lãnh đạo châu Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Thủ tướng Thụy Điển và Tổng thống Pháp đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Ngày 8 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Pháp, có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Emmanuel Macron. Phát biểu sau buổi ăn trưa, Tổng thống Biden bày tỏ vinh dự khi thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp, khẳng định Paris là đồng minh hàng đầu của Washington trong hơn hai thập kỷ qua. Trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ cùng phối hợp trong các vấn đề an ninh toàn cầu và giải quyết những căng thẳng thương mại trước đây. Về phần mình, Tổng thống Macron khẳng định Pháp và Mỹ chia sẻ quan điểm chung và đã cùng đưa ra nhiều quyết định cơ bản. Hai bên đã thảo luận về tình hình ở Ukraine, việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza, cũng như vấn đề thương mại. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Pháp đồng thời thảo luận về hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các vấn đề từ biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo cho đến chuỗi cung ứng. Nga sẵn sàng duy trì các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine dựa trên thỏa thuận đã đạt được trước đó tại Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như căn cứ vào tình hình thực tế. Tuyên bố được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ngày 7 tháng 6. Trả lời báo giới tại phiên họp toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 27, Tổng thống Putin cho rằng mọi cuộc xung đột vũ trang đều chấm dứt bằng một thỏa thuận hòa bình. Ông khẳng định điều Moscow mong muốn là đạt một thỏa thuận đáng tin cậy phù hợp với lợi ích của nước này. Khi được hỏi về việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Putin nêu rõ Nga cũng có quyền làm điều tương tự, song đến nay Moscow chưa làm và không có ý định làm điều đó ngay lập tức. Ông nhấn mạnh Nga sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp đặc biệt. Ngày 8 tháng 6, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã kêu gọi Mỹ giảm bớt thâm hụt tài chính đang ngày càng gia tăng. Cơ quan này cũng cảnh báo tình trạng lạm phát tăng cao sẽ tạo áp lực mới đối với các nhà hoạch định chính sách của Mỹ trong việc thực hiện chính sách tiền tệ. Phó Tổng Giám đốc điều hành IMF Gita Gopinath cho biết cơ quan này nhận thấy có nhiều cơ sở để giới chức Mỹ giảm thâm hụt tài chính, căn cứ vào thực lực của nền kinh tế quốc gia. Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ cho hay, trong quý 1 vừa qua, nền kinh tế nước này đã tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần 2 năm qua, với mức 1,6% do nhập khẩu tăng vọt để đáp ứng tiêu dùng mạnh mẽ, khiến nước này gia tăng thâm hụt thương mại. Lạm phát tại Mỹ đã tăng với chỉ số giá tiêu dùng cá nhân, PCE, không bao gồm giá lương thực và năng lượng, tăng ở mức 3,7% trong quý 1 năm 2024, sau khi tăng 2% trong quý 4 năm 2023. Các số liệu trên thể hiện sự mất đà đáng chú ý trong đầu năm 2024 của nền kinh tế lớn nhất thế giới, với việc lạm phát gia tăng cao gây áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang trong việc cắt giảm lãi suất. Tiếp theo là cụm tin vắn đáng chú ý. Theo tạp chí Science Advance, ô nhiễm do các đám cháy rừng ở bang California, Mỹ đã làm hơn 52.000 người tử vong trong một thập kỷ qua. Nghiên cứu từ năm 2008 đến năm 2018 phát hiện các hạt bụi mịn PM2.5 với kích thước 2,5 micromet hoặc nhỏ hơn từ cháy rừng gây ra ít nhất 52.480 ca tử vong sớm. Hàng năm tại California và các khu vực khác ở Mỹ, diện tích rừng và đồng cỏ bị cháy rất lớn, gây thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ và làm nhiều người thiệt mạng. Tuy nhiên, các hạt bụi nhỏ phát tán từ các đám cháy này ảnh hưởng đến người dân địa phương còn nặng nề hơn so với số người tử vong trực tiếp do những đám cháy trên. Ngày 8 tháng 6, mưa lớn gây lũ quét ở Sydney, Australia buộc nhiều vùng ngoại ô phải tiến hành cứu hộ và sơ tán khẩn cấp. Trong 24 giờ, cứu hộ đã thực hiện 13 cuộc giải cứu và nhận 297 cuộc gọi hỗ trợ. 10 lệnh sơ tán khẩn cấp được ban hành ở phía tây bắc Sydney. Lũ lụt tiếp tục gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng. Lũ lụt là loại thiên tai nguy hiểm thứ hai sau các đợt nắng nóng ở nước này, gây ra khoảng 20% số ca tử vong do thảm họa thiên nhiên trong giai đoạn 1900-2022. Trung Quốc cảnh báo nước này có thể đối mặt với mùa hè có nhiệt độ trung bình cao hơn năm ngoái, kèm nguy cơ hạn hán và mất điện. Trung tâm Khí tượng Quốc gia dự báo một số khu vực sẽ có nhiệt độ cực đoan, nhưng ít nghiêm trọng hơn so với đợt nắng nóng kéo dài hơn 70 ngày năm 2022. Các địa phương cần chuẩn bị ứng phó hạn hán và đảm bảo nguồn cung điện.
Theo Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu Khí tượng Trung Quốc, ngày nào có nhiệt độ tối đa trên 35 độ C thì được coi là ngày nhiệt độ cao, và nếu nền nhiệt duy trì trong 3 ngày liên tiếp sẽ tạo thành đợt nắng nóng hay còn gọi là sóng nhiệt. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo năm 2024 có thể là năm nắng kỷ lục tiếp theo, vượt qua các kỷ lục năm 2023. Vấn đề khiến các nhà khoa học nhức nhối nhất hiện nay chính là các dạng san hô trên khắp thế giới đang trải qua hiện tượng tẩy trắng hàng loạt do khủng hoảng khí hậu, khiến nhiệt độ đại dương tăng kỷ lục. Trong bối cảnh nhiệt độ đại dương ở mức kỷ lục, kể từ tháng 2 năm 2023, hiện tượng san hô tẩy trắng đã được ghi nhận tại 62 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 9 quốc gia so với cảnh báo hồi tháng 4. Nhiệt độ đại dương tăng kỷ lục là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Nước biển ấm lên đã khiến san hô đẩy tảo sống trong mô ra ngoài. Quá trình này khiến màu sắc rực rỡ của san hô biến mất, chỉ còn lại duy nhất màu trắng. Tình hình hiện tại tương đối nghiêm trọng. Chúng ta đang ở giờ thứ 11 của hiện tượng tẩy trắng san hô hàng loạt trên toàn thế giới. Điều này đánh dấu hiện tượng tẩy trắng toàn cầu lần thứ tư trên thế giới và lần thứ hai trong thập kỷ qua. Thật là nghiệt ngã, nhưng tôi vẫn chưa mất hết hy vọng. Vẫn còn những điều chúng ta có thể làm để xoay chuyển tình thế này. San hô bị tẩy trắng dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của các đại dương mà còn đe dọa sinh kế của người dân, an ninh lương thực và các nền kinh tế địa phương. Chính vì thế, các nhà khoa học trên thế giới đang nỗ lực đảo ngược xu hướng này và nuôi san hô trong phòng thí nghiệm để chống lại. Một phần sứ mệnh của chúng tôi ở đây là cung cấp không gian chứa cho san hô đang chịu áp lực của nhiệt độ dưới đại dương. Những vườn ươm san hô được phát triển dưới dạng cấu trúc đáy đại dương, rất nhiều tổ chức phục hồi san hô đang làm điều này. Chúng tôi đang xây dựng thêm các vườn ươm ở những khu vực sâu hơn để đưa những dạng san hô tránh tiếp xúc với nhiệt độ quá cao. Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ dự báo trong những tháng tới, tình trạng san hô tẩy trắng có thể tiếp tục diễn ra ở các dạng san hô trên khắp châu Á, Mexico, Belize, Caribe và Florida. Các nhà khoa học kêu gọi hành động khẩn cấp để giảm thiểu khí thải nhà kính và chống lại biến đổi khí hậu. Đây là giải pháp cấp thiết để bảo vệ các dạng san hô nói riêng và hệ thống sinh thái biển nói chung. Thế giới thực vật rất đa dạng và phong phú, nhưng không phải ai cũng có khả năng nhận biết tất cả các loại thực vật đang tồn tại xung quanh mình. Với mục đích giúp mọi người gắn kết hơn với thiên nhiên cũng như nâng cao kiến thức, nhất là những người sống tại đô thị, một công ty tại Anh đã cung cấp tour trải nghiệm đặc biệt, nhận diện các loại thực vật có thể ăn được. Khóa trải nghiệm sinh tồn trong thành phố này đang ngày càng thu hút được nhiều người dân Anh. Kéo dài trong 3 giờ đồng hồ, những người tham gia chương trình được học cách nhận diện các loài thực vật, được hái, ngửi và nếm những loài cây có thể ăn được mà không phải ai cũng biết. Nhu cầu lúc nào cũng rất cao. Tôi nghĩ mọi người đang ngày càng quan tâm hơn tới thiên nhiên, nhất là sau thời gian đại dịch. Khi mà họ dành nhiều thời gian hơn tại các công viên, tò mò về cây cối, suy nghĩ về những điều mà con người có thể làm với thiên nhiên, cũng như những gì thực vật mang tới cho con người. Nó khiến bạn cảm thấy mình là một phần của thiên nhiên và biết cách tôn trọng thiên nhiên hơn. Để đảm bảo chất lượng, một khóa trải nghiệm này chỉ nhận từ 18 đến 20 người tham gia. Lễ hội ánh sáng Tôi Thắp Sáng Singapore lần thứ 10 đang diễn ra tại Vịnh Marina, Singapore. Đến với lễ hội, du khách có cơ hội đắm mình trong không gian ánh sáng lung linh của 17 tác phẩm nghệ thuật rực rỡ sắc màu. Sự kiện lễ hội ánh sáng do cơ quan tái phát triển đô thị Singapore tổ chức. Đây là lễ hội ánh sáng bền vững hàng đầu châu Á, với mục đích là thông qua những tác phẩm trưng bày và biểu diễn, du khách suy ngẫm về lối sống bền vững. Lễ hội nghệ thuật ánh sáng Singapore sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 6. Năm nay có 25 nghệ sĩ đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự để thực hiện 17 tác phẩm ánh sáng tuyệt đẹp. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.